Rất nhiều người lao động khi về già chỉ trông chờ vào vài triệu lương hưu để có thu nhập chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu rơi vào một trong ba trường hợp sau đây, bạn sẽ bị cơ quan bảo hiểm xã hội dừng chi trả lương hưu hàng tháng. Đầu tiên chính là người lao động xuất cảnh trái phép. Theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cá nhân được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau. 1. Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng, đối với hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên. 2. Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực. 3. Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Như vậy, bất kỳ ai nếu xuất cảnh ra nước ngoài mà thiếu một trong các điều kiện trên thì đều bị coi là xuất cảnh trái phép. Với hành vi này, người lao động sẽ bị dừng chi trả lương hưu hàng tháng, đồng thời người này còn có thể bị phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Thậm chí, người xuất cảnh trái phép còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh nhập cảnh tại Điều 347 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tù cao nhất đến 3 năm. Trường hợp 2, người lao động bị tòa án tuyên bố mất tích. Theo Bộ Luật Dân sự năm 2015, một người sẽ bị tòa án tuyên bố mất tích khi có đủ các điều kiện sau. 1. Đã biệt tích 2 năm liền trở lên, dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người còn sống hay đã chết. 2. Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan như vợ, chồng, bố mẹ, con của người đó. Sau khi tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng đối với người mất tích. Trường hợp cuối cùng là khi có căn cứ cho rằng việc hưởng lương hưu không đúng quy định. Hiện nay, người lao động muốn hưởng lương hưu hàng tháng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện là đủ tuổi nghỉ hưu và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên, còn những trường hợp còn lại đều phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên. Nếu có căn cứ cho rằng việc giải quyết hưởng lương hưu là không đúng quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ra thông báo bằng văn bản về việc dừng chi trả lương hưu và nêu rõ lý do cho người lao động biết. Vậy, để tiếp tục hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động cần làm gì? Việc bị tạm dừng hưởng lương hưu chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không hoàn toàn làm mất đi khoản tiền dưỡng già của người lao động. Vì vậy, để tiếp tục nhận lương hưu hàng tháng, người lao động chỉ cần thực hiện đơn giản như sau. Thứ nhất, với người bị tạm dừng lương hưu do xuất cảnh trái phép, người này chỉ cần trở về định cư hợp pháp tại Việt Nam thì sẽ được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định. Còn với người bị tạm dừng lương hưu do bị tuyên bố mất tích, người này chỉ cần làm đơn yêu cầu tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố mất tích. Sau khi quyết định đó có hiệu lực pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục chi trả lương hưu cho người lao động. Đồng thời, người này còn được truy lĩnh lương hưu của những tháng chưa nhận nhưng không bao gồm tiền lãi. Trong khi đó, nếu bị tạm dừng hưởng lương hưu do có căn cứ xác định việc hưởng lương hưu không đúng quy định, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ra quyết định giải quyết hưởng tiếp hoặc ra quyết định chấm dứt hưởng lương hưu của người lao động và nêu rõ lý do. Người lao động sẽ tiếp tục được giải quyết hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Trên đây là thông tin các trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu thấy thông tin trên hữu ích với bạn, đừng quên ủng hộ Luật Việt Nam bằng cách ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé.